Mình hướng dẫn bạn bóc khối nhé. Rồi, ví dụ bạn có một cái khối hình lục giác này 300. Đây là chu vi thì nó bằng 600 đấy nhá. Và một cái khối vuông 500. Một cái khối tròn 300. Mình dẫn bạn ba khối này nhé. Rồi, khi người ta có ba cái khối, ví dụ ba khối này đi, ta offset vào nhé, lệnh O nhé, O này. Bo vào bao nhiêu thì tùy nhé, nhà mình hay bo là 60. 60. Toàn bộ bo hết 60 đi. 60 này. Đây là cạnh vát nhé. Em tiếp tục cạnh sau. Ta ấn O tiếp nhé. Ta ấn 40. Đây là cái bề mặt nhé. Cứ lấy ví dụ 40 đều đi. Rồi, F4. Ta đẩy khối lên. Ta đẩy lên 70 đi. Thông thường chỉ để 60 thôi nhá. Nếu là trong phòng nhé. Khối nào to thì mình cứ cho nó cao, còn cái khối mà khoảng tầm 5-60 phân thì ta chỉ cho khoảng 6-70 thôi nhé. Rồi. Giữ shift ấn hai đường LO tiếp là này. Giữ shift hai đường LO LO tiếp nhé. Rồi, bề mặt là PL nhé, PL. Đã, xong. PL PL dí bề mặt, dí bề vát, ấn dí để cho nó liền hai cái vào nhau đấy. Cái này thế, dí về mặt với vát, form hai cái NG, Enter. Cái này cũng vậy nha. Dí, Enter. Ta vắt cái đường này đi. Để mình tiến hành mình. Khó nhìn quá. Rồi, sau khi mà ta đã tạo xong khối nhá, khối này M1 nhá, phản ấn UZ dí vào cạnh này cho mình nhá, nhảy chuột vào các cạnh nhá, cạnh của các cạnh xoài đấy, khối nào cũng vậy này, nhớ là chỉ dí vào cạnh xoài này thôi nhá. Rồi, cái vòng tròn này không có cạnh xoài thì nó xoài đấy nhưng nó không có cạnh gấp thì ta không cần dí, ta ấn Enter, ta quét này này, quét chuột này, quét hết hoặc ta dí lại cũng được, dí vào nó cũng được nhá. Ta ấn lệnh UN chờ tới chút xem nào, để tôi xem lệnh tắt của nó là lệnh gì đây. UN này gì? UR nhé, lệnh để bóc ấy nhé là UR nhé. Đây này, gõ UR nhé, ta làm lại này.
quét này. UR. Để ý cái tham số trên dòng này này. Hai dòng đầu ta ấn nâu nhá. Nếu nó đang là yes trên này này, ta chuyển về nâu. Và dòng dưới này là dòng viết nhá. Ta ấn enter. Rồi, như vậy là đã bóc được cái khối này rồi nhá. Tương tự như vậy, thằng bên này cũng vậy. Ta lại UR. Và thằng tròn này cũng thế nhé, ta UR tiếp nhé. Rồi, như vậy là ta đã bóc xong khối nhé. Bây giờ ta lấy nét này. D, U, U. Chuột phải, quét nó nhé. Quét này, nháy này, xong chuột phải này. Nháy chuột trái xong rồi chuột phải nhé. Để ta lấy nét 2D dưới 2D này ra nhé. Ta xuất thằng khác nhé. Chuột trái này, chuột phải này. Tương tự như vậy nhé. Quét ra này. Quét ra này. Chuột trái này, chuột phải này. Thôi nó ra này. Cũng tương tự như vậy này. Chuột trái này, chuột phải này. Ta lôi ra nhé. Ta vứt mấy cái này đi. Như vậy là ta đã có các khối này nhé. Ta đã bóc được xong những khối này. Những khối này nó liền này. Gì? Các bạn ghi lại nhé. Nó vẫn đang cái lệnh này. Ctrl G nó lại định được nhé. Cái khối này nó liền này. Ta bóc được khối nhé.